Nhâm Hoàng Khang hack Facebook đạo diễn Hoa Hạ đưa cho bà Phương Hằng và loạt bí mật động trời. Theo hồ sơ vụ án, ngoài cáo buộc cưỡng đoạt tài sản của trang web đánh bạc, Nhâm Hoàng Khang khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook tên đạo diễn Hoa Hạ, sau đó cung cấp thông tin của tài khoản Zalo cho bà Nguyễn Phương Hằng. Ngày 13 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Nhâm Hoàng Khang, sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, do có kiến thức và hiểu biết chuyên sâu về công nghệ thông tin, Nhâm Hoàng Khang đã phát hiện được các lỗi bảo mật trên trang web sàn T-Rex của ông VNC để chiếm đoạt tài sản của ông C. Sau khi lấy được thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, Khang gọi điện cho nhân viên của ông C dọa sẽ tấn công sàn T-Rex, làm cho sàn này bị sập. Khang gửi mail cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công, uy hiếp tinh thần. Do lo sợ nên từ ngày 11 tháng 11 năm 2020 đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, phía ông C đã chuyển cho Khang gần 292 triệu đồng. Theo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hành vi của Khang đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được bảo vệ, làm mất an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm. Ngoài ra, ông C còn tố cáo vào ngày 1 tháng 11 năm 2020, Nhâm Hoàng Khang còn sử dụng tài khoản để chiếm đoạt 8,2 triệu đồng trên sàn T-Rex rồi bán cho người khác. Bên cạnh đó, tại cơ quan điều tra, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã xâm nhập vào tài khoản Facebook mang tên đạo diễn Hoa Hạ của bà PTAP, sau đó cung cấp thông tin cho bà Nguyễn Phương Hằng, sinh năm 1971, CEO công ty Đại Nam. Được biết, trong năm 2021, bà Nguyễn Phương Hằng từng thông báo trao thưởng 1 tỷ cho bất cứ ai tìm ra thông tin một anti-fan bôi nhọ danh dự của mình và gia đình. Lúc này, Nhâm Hoàng Khang đã chủ động liên lạc với bà Hằng và cung cấp danh tính của người kia. Dù đã thực hiện được yêu cầu, nhưng IT8X đã từ chối nhận tiền thưởng. Anh này còn gợi ý sẽ làm một biên lai giả chuyện chỉ nhận của bà Hằng 500 triệu và một nửa còn lại gửi bà chủ Bình Dương làm từ thiện. Tuy nhiên, Nhâm Hoàng Khang không tiết lộ lý do từ chối nhận tiền thưởng. Thân thiết từ độ ấy, xong đến một hôm bà Hằng tuyên bố từ mặt Nhâm Hoàng Khang. Bà chủ Đại Nam chia sẻ, Nhâm Hoàng Khang khoe với tôi có thể xâm nhập vào bất cứ website nào hay tài khoản cá nhân của bất cứ ai. Điều này khiến tôi sợ hãi bởi tôi là một doanh nghiệp tử tế làm ăn mà nó toàn khoe chuyện làm những điều vi phạm pháp luật. Sao tôi và một kẻ như vậy có thể chung chí hướng được? Tôi không chơi với những người như vậy. Sau đó bà Hằng công khai cắt đứt mọi mối quan hệ với Khang trên mạng xã hội. Được một thời gian khi một số tin nhắn Zalo của mình bị rò rỉ, bà Hằng nghi Khang là người đứng sau mọi chuyện. Sau đó cả hai đã có những lời công kích gây chú ý trên mạng xã hội. Ở một lần lên sóng này, streamer 51 tuổi cũng từng khẳng định không có bất cứ mối liên hệ nào với Nhâm Hoàng Khang. Trở lại với vụ án, Nhâm Hoàng Khang còn khai đã lấy danh sách 85 tài khoản người dùng đăng tải một số hình ảnh lên website http://nộibo.vov.vn của báo điện tử VOV. Ngày 27 tháng 1, báo điện tử VOV đã có văn bản xác định 85 tài khoản Nhâm Hoàng Khang lấy được là danh sách tài khoản người đang dùng online vào thời điểm đó của hệ thống điều hành tác nghiệp nội bộ. Danh sách này chỉ có tên tài khoản nên không thể dùng để đăng nhập vào website này được. 85 tài khoản này không phải tài khoản cho người quản trị mà chỉ là tài khoản của người dùng bình thường. Website http://nộibo.vov.vn để phục vụ cho hoạt động nội bộ của VOV, không liên quan đến website báo điện tử VOV. Ngày 25 tháng 4, cơ quan điều tra đã có công văn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt Khang về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. Qua quá trình thi hành lệnh bắt và thi hành lệnh khám xét đối với Nhâm Hoàng Khang tại nhà ở quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ, cơ quan điều tra thu giữ 0,01 gram ma túy được hacker này cất giấu để sử dụng. Do khối lượng ma túy chưa đủ định lượng để khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy nên công an Thành phố Hồ Chí Minh có công văn đề nghị công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Khang. Nhâm Hoàng Khang được biết đến là lập trình viên có tiếng và sinh sống làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Người này nổi lên khi xảy ra việc Nguyễn Phương Hằng lên mạng xã hội tố cáo một số nghệ sĩ lợi dụng việc kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân. Hồi tháng 9 năm 2021, trên trang Facebook của mình, lập trình viên này từng đưa nhiều hình ảnh để khẳng định lấy được hơn 2.000 trang sao kê của một quỹ từ thiện từ ngân hàng. Được biết, trước khi bị bắt, Nhâm Hoàng Khang từng đi tù 3 năm với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy. Y chấp hành xong án phạt tại trại giam Thủ Đức, đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận vào năm 2018.